Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cổ phiếu VinFast xuống vùng 2 đô la vì nhiều thông tin bất lợi, nhà máy ở Mỹ dừng xây dựng. Ngày 18 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin cổ phiếu VinFast lần đầu xuống vùng 2 đô la, có tin việc xây nhà máy ở North Carolina bị đình trệ. Theo đó, mỗi cổ phiếu của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast chỉ bằng 2,72 đô la, thấp nhất từ lúc lên sàn đến nay, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ chốt phiên giao dịch hôm 17 tháng 4. Cùng ngày, một số trang tin Mỹ cho hay việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ, hãng tính thu nhỏ quy mô. Theo quan sát của VOA, so với ngày hôm trước, cổ phiếu mã VFS của VinFast mất đi hơn 11% giá trị và là phiên thứ tư liên tiếp bị giảm điểm. Hình ảnh bản tin trên VOA. Mức vốn hóa thị trường của hãng xe thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng co lại, rớt xuống thấp kỷ lục vào ngày 17 tháng 4, chỉ còn là gần 7,2 tỷ đô la. VOA nhận xét, con số đó thể hiện cú rơi tự do tới 92% kể từ ngày đầu tiên hãng lên sàn vào tháng 8 năm 2023, với mức giá chốt phiên hôm đó là hơn 37 đô la một cổ phiếu và vốn hóa đạt khoảng 85 tỷ đô la. Khi đó, nhiều tờ báo, trang tin Việt Nam ca ngợi hãng xe của ông Vượng vượt qua cả những hãng xe lâu đời, danh tiếng của Mỹ và thế giới. Như VOA đã đưa tin, đà đi xuống của VFS diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin không thuận lợi, gồm nhu cầu chung về xe điện toàn cầu chậm lại, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng hoạt động ở Việt Nam, bản thân VinFast lỗ và nợ nhiều tỷ đô la và ít nhất là 5 công ty luật Mỹ đang theo đuổi vụ kiện VinFast. Giờ đây lại có thêm tin là việc xây nhà máy của họ ở Mỹ đang bị đình trệ và hãng tính thu nhỏ quy mô. Cổ phiếu VFS đang trên đà chạm đáy 2 đô la trên mỗi cổ phiếu. VOA dẫn hai trang tin có trụ sở tại bang North Carolina đưa tin hôm 17 tháng 4 rằng việc xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang này theo kế hoạch của VinFast bị đình trệ sau 9 tháng kể từ ngày động thổ. Hãng đệ trình kế hoạch mới lên chính quyền quận hạt Chatham trong bang, theo đó sẽ giảm 20% diện tích móng. Hai trang tin Mỹ mô tả ở thời điểm ngày 17 tháng 4 dường như không có gì được hoàn tất thêm tại địa điểm xây nhà máy kể từ lễ động thổ. Quận hạt Chatham nói rằng không có hoạt động xây dựng nào được tiến hành cho tới khi có giấy phép mới được cấp cho việc điều chỉnh móng. VOA dẫn tường thuật của hai trang tin này cho biết Chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy khẳng định với các nhà đầu tư trong một cuộc họp qua điện thoại hôm 17 tháng 4 rằng dự án ở North Carolina vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn đúng tiến độ để bắt đầu hoạt động vào trong khoảng cuối năm sau, bắt đầu tuyển dụng nhiều nhân viên và đi vào hoạt động vào cuối năm sau, nhưng có lẽ phải mất vài tháng mới hoạt động toàn bộ. Lễ động thổ xây dựng nhà máy VinFast ở North Carolina. VOA cho biết VinFast từng dự định đi vào sản xuất ở North Carolina vào mùa hè năm nay, nhưng đã lùi kế hoạch sang cuối năm tới. Họ nói rằng nhà máy của hãng sẽ có công suất 150.000 ô tô điện một năm trong giai đoạn 1. Cả bang North Carolina lẫn quận hạt Chatham hiện dành các khoản ưu đãi tổng cộng 1,2 tỷ đô la cho dự án của VinFast. VOA dẫn một báo cáo vừa được công bố của Kelley Blue Book, một hãng nghiên cứu thị trường xe hơi Mỹ. Theo đó, doanh số bán xe của VinFast ở Mỹ đạt gần 930 xe trong quý 1 năm 2024, chỉ chiếm thị phần 0,3% trong gần 269.000 ô tô điện bán ở Mỹ cùng thời điểm. Với kết quả này, VinFast đứng gần cuối bảng xếp hạng ở vị trí số 23 trong tổng số 26 hãng xe điện mà Kelley Blue Book tổng hợp dữ liệu. Theo VOA, giới quan sát nêu câu hỏi với doanh số nhỏ giọt như vậy, không rõ liệu VinFast có tiêu thụ hết sản lượng 150.000 xe mỗi năm mà họ dự kiến sẽ sản xuất ở Mỹ hay không. Vẫn theo VOA, VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la chỉ trong 3 năm trở lại, trong khi tổng nợ cả ngắn hạn lẫn dài hạn lên tới hơn 8,2 tỷ đô la trong năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin cổ phiếu VinFast xuống vùng 2 đô la vì nhiều thông tin bất lợi, nhà máy ở Mỹ dừng xây dựng. VinFast có thể sẽ không tồn tại tới cuối năm. Ngày 17 tháng 4, trang Yahoo News có bài bình luận về tình trạng của cổ phiếu VinFast hiện nay của tác giả Rich Smith thuộc The Motley Fool, một công ty tư vấn đầu tư tài chính tư nhân có trụ sở tại bang Virginia, Mỹ.
Dịch giả Dương Lệ Chi đã chuyển ngữ bài viết này và đăng trên báo Tiếng Dân cùng ngày với tựa đề Vì sao cổ phiếu VinFast lao dốc hôm nay? Tác giả nhắc lại việc cổ phiếu Auto VinFast, mã chứng khoán là VFS của nhà sản xuất xe hơi Việt Nam, đã lên sàn chứng khoán lần đầu tiên trong thương vụ sáp nhập với một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, SPAC. Nọt hồi mùa hè năm ngoái, cổ phiếu này đã giảm 11,5% cho đến 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 4, giờ miền Đông Hoa Kỳ, sau khi báo cáo không đạt được cả doanh thu và thu nhập trong quý đầu tiên của năm 2024. Về thu nhập, tác giả cho biết, các nhà phân tích vốn đã bi quan, dự đoán công ty sẽ lỗ 22 xu trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 450 triệu USD. Hóa ra các nhà phân tích bi quan không nhiều lắm, bởi VinFast đã lỗ tới 26 xu trên mỗi cổ phiếu và doanh thu chỉ đạt 302,6 triệu USD. Hình ảnh bài trên trang Yahoo News. Tác giả cho rằng tin tức không hẳn tất cả đều xấu, dù phần lớn là xấu. Tổng doanh thu quý đầu tiên tăng 270% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu từ bán xe tăng 324%. Biên độ lợi nhuận gộp được cải thiện từ âm 173% lên tới chỉ âm 50%. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục thua lỗ ở mức đáng báo động. Và công ty có thể đang mất đà, doanh số bán xe điện tuy tăng 444% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm 28% so với quý 4 năm 2023. Doanh số bán xe máy điện trước đây là lĩnh vực kinh doanh chính của VinFast đã giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 73% so với quý trước. Tác giả nêu câu hỏi có nên bán cổ phiếu VinFast trong năm 2024. VinFast đang cố gắng khắc phục tình trạng sụt giảm doanh số bán hàng, tăng gần gấp 3 lần số đại lý ở Mỹ lên tới 16 đại lý, với các đại lý mà hãng có mối liên hệ và đăng ký thêm đại lý ở Indonesia, Thái Lan và Oman. Công ty cũng đã quay trở lại cội nguồn ban đầu của mình với chiếc xe đạp điện mới mà họ đang cố gắng bán ở Mỹ với giá 2.599 USD, cùng với việc chờ đợt bán hàng VF9 EV bắt đầu vào cuối tháng này. Và họ hứa hẹn sẽ bán được 100.000 chiếc xe điện trên toàn thế giới trong năm nay. Hình ảnh 999 chiếc VF8 đầu tiên xuất khẩu qua Mỹ một cách hoành tráng, nhưng đã nhận được những review bất lợi từ các chuyên gia về ô tô, khiến xe không bán được tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác giả nhận định VinFast có thể không tồn tại cho tới cuối năm nay. Chỉ riêng dòng tiền mặt âm trong quý đầu tiên đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 717,3 triệu USD. Và theo sự thừa nhận của chính họ, công ty chỉ còn lại 123,3 triệu USD trong ngân hàng. Với tốc độ đốt tiền mặt như thế, VinFast có thể sẽ hết tiền và hết may mắn chỉ trong vài tuần, chứ đừng nói tới vài tháng. Tác giả tiếp tục đặt vấn đề có nên đầu tư 1.000 USD vào VinFast Auto Limited trong lúc này hay không? Theo tác giả, trước khi bạn muốn mua cổ phiếu của VinFast Auto Limited, hãy cân nhắc điều này. Nhóm phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định 10 cổ phiếu tốt nhất mà nhà đầu tư nên mua hiện nay. 10 cổ phiếu lọt vào nhóm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho những năm tới. Và VinFast Auto Limited không phải là một trong số đó. Stock Advisor của công ty tư vấn The Motley Fool cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn mới về cổ phiếu mỗi tháng. Dịch vụ Stock Advisor đã tăng lợi nhuận hơn 3 lần so với S&P 500 kể từ năm 2002. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VinFast có thể sẽ không tồn tại đến cuối năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d